xin chào quý vị và các bạn hoạt động của khối không khí lạnh có cường độ yếu không đủ để làm cho nhiệt độ tại các tỉnh thành phía bắc nước ta giảm mạnh trong ngày hôm qua hầu hết các nơi trên khu vực trời chuyển nhiều mây hơn nhưng mà nhiệt độ chỉ giảm nhẹ Đến hôm nay, khối không khí lạnh đã nhanh chóng suy yếu và di chuyển về phía biển. Đời gió đông bắc đến đông dần chuyển sang hướng đông nam, mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Cho nên tại các tỉnh thành phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn, thời tiết duy trì tình trạng nhiều mây, độ ẩm không khí cao và có mưa nhỏ, mưa phùn cùng với sương mù. Nên nhiệt độ trên toàn khu vực có xu hướng tăng, tuy nhiên mức tăng không nhiều, cao nhất trưa nay sẽ phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, do ít chịu tác động của không khí lạnh nên trưa chiều trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao hơn phần phía đông khoảng từ 3 cho đến 4 độ. Xuống đến miền Trung, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng trên khu vực. Ở các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, trời nhiều mây có mưa và khá ẩm ướt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Trong khi đó các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ thì thời tiết ít mưa hơn và nhiệt độ cao hơn khu vực phía Bắc khoảng 3 độ. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Định, Phú Yên trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận trời không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều đạt mức 29 cho đến 32 độ. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất rơi vào thời điểm từ 12 giờ cho đến 15 giờ tại Tây Nguyên là khoảng 30 cho đến 33 độ, còn tại Nam Bộ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Riêng một vài nơi thuộc khu vực miền Đông có thể đạt ngưỡng 35 độ, trời khá nóng và một vài tiếng giữa trưa. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, tháng 3 thường là thời kỳ ẩm ướt nhất trong năm. Dự báo ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đôi lúc có mưa nhỏ cùng với độ ẩm không khí tăng cao có thể đạt mức 95%. Nhiệt độ sẽ tăng dần từ mức 21 cho đến 22 độ vào buổi sáng lên 24 đến 25 độ vào gần trưa. Mức nhiệt nhìn chung là dễ chịu tuy nhiên tình trạng ẩm ướt không những gây trở ngại cho việc lưu thông đi lại mà còn là nguyên nhân gây nấm mốc ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của chúng ta do vậy ngoài việc lau sàn nhà để tránh trơn trượt quý vị và các bạn nên làm khô các vật dụng sinh hoạt đặc biệt là bắt đũa để tránh tình trạng nấm mốc gây hại đến sức khỏe Cùng chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay thành phố cảng Hải Phòng cũng nhiều mây và có mưa nhỏ. Do nằm ở ven biển nên Hải Phòng sẽ nhận được lượng ẩm nhiều, nên độ ẩm không khí cao hơn, mức nhiệt trưa chiều chỉ khoảng trên dưới 23 độ. Trời nhiều mây và có mưa sẽ gây trở ngại cho các hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố. Do vậy khi lưu thông thì quý vị và các bạn nên giữ tốc độ và khoảng cách vừa phải để đảm bảo an toàn đến với thành phố biển miền Trung Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết khác biệt so với thủ đô Hà Nội hay thành phố Hải Phòng. Tại đây trời chỉ nhiều mây vào thời điểm đêm và sáng sớm, còn ban ngày thì mây giảm và nắng xuất hiện với cường độ vừa phải nên nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 28 cho đến 29 độ và nhanh chóng giảm xuống dưới 25 độ vào buổi tối. Mức nhiệt không cao cùng với gió biển thổi nhẹ nên thời tiết rất ủng hộ cho các hoạt động du lịch không chỉ trong hôm nay mà cả một vài ngày sắp tới với thành phố cao nguyên Đà Lạt, thời tiết lại có những nét đặc trưng riêng. Ngày hôm nay tại đây trời khá nhiều mây vào sáng sớm và lúc này nên nhiệt độ vẫn duy trì ở mức rét khoảng từ 16 cho đến 17 độ. Tuy nhiên về trưa chiều thì nắng xuất hiện và nhiệt độ tăng lên khá nhanh, cao nhất là từ 26 cho đến 27 độ. Với sự tranh lệch nhiệt độ giữa đêm và ngày khá cao nên khi đến đây quý vị và các bạn cần sử dụng trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Trong khi thủ đô Hà Nội duy trì thời tiết ẩm ướt thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại khá khô hanh. Ngày hôm nay nắng lên từ sớm và kéo dài cho đến chiều muộn. Nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh lên ngưỡng sắp xỉ 34 độ và độ ẩm không khí giảm xuống còn khoảng 55% vào thời điểm này. Trời hanh khô nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Quý vị và các bạn cần hết sức cảnh giác đề phòng. Khá tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thành phố Cần Thơ cũng có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 33 độ cùng với độ ẩm không khí giữa trưa chỉ khoảng 55%. Nếu đến du lịch tại thành phố sông nước này, quý vị và các bạn cũng hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm giữa trưa để đảm bảo sức khỏe. Về đêm thì nơi đây hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là khoảng 24 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.